Nhằm đối phó sớm với tình trạng El Nino, cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Malaysia đã triển khai chiến dịch mưa nhân tạo tại vùng phía bắc bán đảo Malay. Đây cũng là giải pháp tạm thời để hạn chế tình trạng khô hạn quá mức. Đây là lần thứ hai bang Penang của Malaysia được ứng dụng công nghệ làm mưa nhân tạo. Trước đó, đợt tạo mưa đầu tiên vào tháng 5 đã giúp nâng mực nước tại đập E Itam lên 48,6% tổng mực nước so với tỷ lệ 47% hồi tuần trước. Kể từ khi xuất hiện năm 1946, công nghệ gây mưa nhân tạo được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới, giúp chống hạn hán, giảm ô nhiễm không khí, phục vụ sự kiện quan trọng. Hôm qua, Satya-1, vệ tinh đa chức năng được đánh giá là mạnh nhất châu Á, thuộc sở hữu của chính phủ Indonesia, đã được phóng thành công lên không gian, qua đó giúp quốc gia vạn đảo tăng cường khả năng truy cập Internet và tiếp cận dịch vụ công tại các khu vực vùng sâu vùng xa. Satya-1 đã được phóng bằng tên lửa Falcon 9 thuộc sở hữu tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX. Chính phủ Indonesia hy vọng rằng việc đưa vào sử dụng vệ tinh này có thể hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia. Satya-1 sẽ cung cấp các dịch vụ miễn phí và bổ sung cơ sở hạ tầng viễn thông hiện có, giúp bao phủ các khu vực điểm mù thiếu kết nối. Với 11 trạm mặt đất, Satya-1 sẽ cung cấp đường truyền Internet để phục vụ các dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ các chính quyền địa phương, quân đội và cảnh sát ở các vùng sâu, vùng xa. Vệ tinh này có thể gia hạn hoạt động thêm 5 năm sau thời hạn phục vụ ban đầu là 15 năm. Tổng chi phí của dự án lên tới 540 triệu đô la Mỹ. Hôm qua, tiếng động cơ của máy bay quân sự và dân sự trên bầu trời Paris, Pháp đã đánh dấu sự trở lại của triển lãm hàng không Paris sau 4 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19. Tham dự lễ khai mạc có rất đông người xem cùng các quan chức nhiều nước, trong đó có Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron. Các nhà tổ chức coi sự kiện diễn ra 2 năm một lần này là triển lãm hàng không phục hồi sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát khiến sự kiện phải hoãn lại vào năm 2021. Triển lãm năm nay đặt trọng tâm mới vào quốc phòng cùng nỗ lực của ngành hàng không nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon. Triển lãm hàng không Paris là cơ hội để khoảng 2.500 công ty trình diễn các máy bay, thiết bị bay không người lái, máy bay trực thăng và các nguyên mẫu taxi bay mới nhất. Màn trình diễn trên không trong đó có sự xuất hiện của máy bay chở khách A321XLR mới nhất của Airbus, máy bay trực thăng dân sự và quân sự cùng một máy bay tiêm kích đã khai mạc triển lãm. Cùng với triển lãm hàng không Farnborough ở Anh, diễn ra vào các năm chẵn, triển lãm hàng không Paris được coi là sự kiện quan trọng thúc đẩy doanh thu cho ngành hàng không dân dụng và quốc phòng. Triển lãm hàng không Paris cũng được kỳ vọng mở ra cánh cửa hướng tới tương lai khi có rất nhiều dự án về taxi bay và các loại máy bay cất cánh theo phương thẳng đứng khác. Một số nguyên mẫu được trưng bày tại triển lãm để giới thiệu những phát minh mới nhất có thể thay đổi cách thức mọi người đi lại. Với không gian triển lãm rộng 125.000 m², tương đương gần 18 sân bóng đá, dự kiến triển lãm hàng không Paris năm nay sẽ thu hút khoảng 320.000 lượt khách tham quan trong suốt một tuần diễn ra sự kiện. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây cũng đã hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.